từ kinh vân lâm chung bất năng quán phật đảng năng niệm phật danh hiệu thì hiện trì danh chi pháp thực vi chí dị giả, lâm chung dị niệm nhân đắc vãng sanh thị vi chí ổn giả ư niệm niệm trung trừ bát thập ức kiếp sanh tử chi tội thi vị chi đốn giả ngũ nghịch thập ác chi nhân lâm chung thập niệm tức đắc vãng sanh đới nghiệp phàm phu đốn tề phổ tế thị vi chí viên giả chúng ta xem đoạn này trong kinh phật nói lâm chung không thể quán phật ở trước chúng tôi giảng đến kinh thập lục quán kinh vô lượng thọ là tình tông khái luận đối với phật a di đà và thế giới cực lạc giới thiệu rất tường tận Khiến chúng ta nhận thức tịnh độ Nhận thức Phật A-di-đà Đối với kinh quán vô lượng thọ Phật Nó chú trọng ở phương pháp Đã có tính nguyện Thì phải niệm Phật như thế nào Cho nên Đức Thế Tôn đưa ra 16 phương pháp toàn bộ đều là niệm phật niệm phật tóm lại mà nói thì không ngoài bốn loại lớn thực tướng niệm phật quán tưởng niệm phật quán tượng niệm phật và trì danh niệm phật bốn loại lớn này đều bao hàm hết tất cả trong thập lục quán có 14 loại là quán tưởng. Một loại là quán tượng. Loại sau cùng là trì danh. Nên trì danh niệm Phật là quán sau cùng trong thập lục quán. Cũng là một phương pháp vô cùng quan trọng. 15 phương pháp trước khi không dùng đến thì phương pháp sau cùng có thể dùng được. Niệm sau cùng khi lâm chung Người giảng sanh đoạn khí Niệm sau cùng này quan trọng nhất Niệm này nếu quên Không nhớ đến Phật Thì đời này Chúng ta sống một cách uổng phí Lại lặng ngục trong luân hồi lục đạo có thể giảng sanh hay không quyết định ở niệm sau cùng này. Cho nên trong nguyện thứ 18 nói: Lâm chung nhất niệm, thập niệm đều có thể giảng sanh. Đây là thời khắc mấu chốt. Thời khắc này chính là thời khắc đau khổ sau cùng, thần thức xa rời thân thể. Xa rời thân thể Thống khổ này đến mức độ nào? Trong Kinh Phật đưa ra một ví dụ Ví như rùa sống bị lột mai Rùa đang còn sống như vậy Mà lột mai của nó ra Khiến chúng ta nghĩ đến thống khổ này Thân thức rời xa thân thể cũng giống như vậy cho nên đây là thời khắc đau khổ nhất thông thường trong lúc đau khổ này thì phương pháp nào cũng không dùng được vì sao vậy vì con người đến lúc quá thống khổ thậm chí phương pháp mà bình thường tu đến lúc này cũng quên mất không khởi lên được đây là thời khắc quan trọng lúc này họ có thể gặp được thiện tri thức thiện tri thức có thể khuyên họ niệm phật một câu nhắc nhở niệm phật dễ còn có thể niệm danh hiệu phật câu danh hiệu phật này có thể giúp họ giảng sanh Như ở trước nói Như thị trí tâm Linh thanh bất tuyệt Tâm lúc này ngoài có niệm Phật ra Họ không còn ý niệm nào nữa Thật sự là tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng cho nên nhất niệm này giảng sanh đến thế giới cực lạc phẩm vị cao hay thấp phải xem nhân duyên nếu nhân duyên thù thắng rất có thể đến thượng bối giảng sanh đây chính là thiện đạo đại sư nói với chúng ta tứ độ tam bối cử phẩm Ở chỗ gặp duyên không giống nhau Câu này nói hay quá Đây là lời chân thật Niệm Phật danh hiệu Vãng sanh tịnh độ Thì hiển trì danh chi pháp Thật vi chí dị giả Điều này là dễ dàng đến cực điểm Khi lâm mạng chung dễ niệm Phương pháp khác đến lúc này đều không khởi lên được Nhưng niệm Phật thì được Cô Phật hiệu này có thể khởi lên được Nhưng đắc vãng sanh thì vi chí ổn giả Phương pháp vững chắc nhất Chính là niệm Phật ư niệm niệm trung mỗi nhất niệm tiêu bát thập ức kiếp sanh tử chi tội tiêu nghiệp chứng rất nhanh nhưng quý vị nên nhớ rằng điều này ở sao có nói đến một niệm tiêu tám mươi ức kiếp tội nặng sanh tử là dùng tâm như thế nào để niệm tâm trí thành bực cổ đức nói tâm này là gì tâm này là lý nhất tâm bất loạn chân thành đến tột cùng tâm này là tâm phật Sự nhất tâm cũng không đạt được Đây là lý nhất tâm Là sự nhất tâm là lý nhất tâm Hay công phu thành phiến Đều ở lúc gặp duyên không giống nhau Họ có thành tựu thù thắng như vậy Cho nên trí đốn Đốn đến cực điểm Đốn là đốn siêu không có thứ lớp từ bát địa phàm phu nâng cao đến địa thượng bồ tát đây gọi là chí đốn ngũ nghịch thập ác nhất định đoạ vào địa ngục mà là vô dáng địa ngục đây là tội cực nặng Lâm chung mười niệm tức đắc giảng sanh Gọi là đới nghiệp phàm phu Phàm phu mang theo nghiệp cực nặng Quý vị xem đốn tề bổ xứ Họ giảng sanh thế giới cực lạc Với bổ xứ Bồ Tát bình đẳng Đây là chí viên Viên mạng đến tột cùng Mấy câu kinh văn này Đã nói tận cùng công đức trì danh niệm Phật Có nhiều ưu điểm như vậy Trong 8 dạng, 4.000 pháp môn Cũng không tìm thấy Thật sự là Diên đốn đến cực điểm